Được chắp bút từ cặp đôi biên kịch đã tạo nên Vagabond, series từng khuynh đảo màn ảnh nhỏ vào năm 2019 và được kỳ vọng như là một tác phẩm kế nhiệm sau Mouse để đưa thể loại phim hình sự tội phạm của xứ sở Kim Chi lên một tầng cao mới. Đó chính là những tiền đề và kỳ vọng cực kỳ cao của người xem dành cho Big Mouth, bộ phim đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Lee Jong-suk sau 2 năm nhập ngũ. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem phim có thực sự đáp ứng được đủ những kỳ vọng to lớn của người xem hay không, cũng như liệu cái kết của nó có xứng tầm với một khởi đầu bùng nổ rating hay lại là một bộ phim đầu voi đuôi chuột khác nữa của Hàn Quốc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem liệu bộ phim có xứng đáng với những kỳ vọng của người xem hay không, và cái kết của phim liệu có xứng tầm với một khởi đầu bùng nổ về rating hay lại là một bộ phim đầu voi đuôi chuột khác nữa của Hàn Quốc. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với bộ phim Big Mouth. Lưu ý rằng là để có những thông tin cho bài phân tích ngày hôm nay, chúng mình sẽ tiết lộ một số thông tin quan trọng của bộ phim này. Vậy nên hãy cân nhắc trước khi xem nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi, let's go! Big Mouth là câu chuyện xoay quanh anh chàng luật sư bất tài Park Chang-ho. Dù có một thành tích học tập tại trường luật tương đối ổn và rất có tâm với nghề, nhưng vì các mối quan hệ hạn hẹp cùng tiềm lực tài chính cũng không vững, Chang-ho thường xuyên để thua các phiên tòa quan trọng và dần dần bị các thân chủ thua kiện đặt cho cái biệt danh là Big Mouth, hay nói nôm na là thùng rỗng kêu to. Mặc cho việc khó khăn và chật vật với công việc là như thế, song nhờ sự hậu thuẫn vững chắc của người vợ Go Mi-ho và ông bố vợ tâm lý Go Gi-kwang, cuộc sống của Chang-ho vẫn rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, anh nhận được cuộc gọi định mệnh của ngài thị trưởng Choi Do-ha kể về một kế hoạch biện hộ cho ba kẻ bất hảo đang bị tống vào tù để chờ xét xử vì tội giết người. Mục tiêu của những người này là muốn tìm một tay luật sư vô dụng nhưng ngoan ngoãn nghe lời, vì phía công tố đã bị mua chuộc nên trước sau gì đám người này cũng được thả. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận lời đề nghị và làm theo chỉ thị để nhận về số tiền mà có nằm mơ anh cũng không bao giờ nghĩ mình có thể nhận được chỉ với cái nghề luật sư chân chính này, Chang-ho quyết định dấn thân vào nguy hiểm để phơi bày tội ác của những kẻ này ra bóng tối. Trong lúc đó, kẻ nắm thóp những kẻ này và chịu trách nhiệm cho mọi chuyện là Kong Ji-hun. Hắn đang gặp rắc rối với một tay trùm lừa đảo bí ẩn có biệt hiệu là Big Mouth. Trùng hợp thay, cả Do-ha, Ji-hun và Big Mouth đều có sự liên hệ mật thiết với nhau, và bỗng chốc anh chàng luật sư ngơ ngác Chang-ho lại trúng đạn. Vừa đúng lúc anh tính phản bội Do-ha, Chang-ho ngay lập tức bị gài bẫy và bị gán ghép tất cả tội danh của Big Mouth lên người rồi bị tống vào tù. Một luật sư kém cỏi nay lại trở thành ông trùm với thân phận chuột lớn. Chang-ho đã chấp lấy cơ hội và sử dụng chính thân phận này để sống sót trong nhà tù khắc nghiệt. Đồng thời, có thể làm đúng như kế hoạch ban đầu mà bản thân đã vạch ra, đó là lôi những kẻ đang ở trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, bao gồm cả tên Big Mouth này. Dù không quá liên quan nhưng thực sự cái cách mà tên Big Mouth ẩn mình đã tạo được đủ sự hấp dẫn cho người xem. Hắn cứ thoát ẩn thoát hiện như con cá mập trong Jaws hay các bộ phim về quái vật khác. Bí ẩn, khó lường và không rõ thiện ác ra sao chính là những nét tính cách rất đặc sắc đã được xây dựng cho tên Big Mouth này, dù hắn không hề lộ diện trong suốt 10 tập phim đầu tiên. Từng tập phim trôi qua là từng manh mối về thân phận của kẻ nắm thóp mọi chuyện được hé lộ. Nhưng cái hay của Big Mouth là phim liên tục khiến người xem bị phân tâm và rối loạn ngay trước khi ta vừa chắc chắn một điều gì đó về thân phận của gã Big Mouth này. Khi vừa theo dõi phim, ta cứ như được khẳng định chắc nịch rằng thị trưởng Choi Do-ha chính là Big Mouth. Để rồi khi nhận ra sự hoang mang của tên thị trưởng này, ta lại phải quay sự nghi ngờ sang anh chàng tù nhân thân cận Jerry. Ấy thế mà trước khi kịp chắc chắn, Jerry lại lâm vào tình cảnh dở sống dở chết. Sự bế tắc lại buộc ta phải nghĩ về cai ngục Park Yoon-gap. Nhưng rồi thân phận của tên này cũng ngay lập tức được hé lộ. Và trong vô thức, ta lại nghĩ về thị trưởng Do-ha, hay thậm chí là điên rồ hơn khi nhiều người nghĩ rằng chính Park Chang-ho là Big Mouth. Cùng với đó, giả thuyết anh bị đa nhân cách cũng được hình thành. Cứ thế tiếp diễn, vòng lập lập luận dần trở thành một mớ bong bong và người xem phải liên tục dành thời gian để suy đoán ai mới là Big Mouth thực sự. Để rồi khi người đứng sau cái tên chuột lớn thực sự bước ra, người xem vẫn luôn phải ở trong trạng thái đề phòng trước khi thực sự chấp nhận đây là Big Mouth mà ta vẫn tìm kiếm và suy đoán từ trước đến giờ. Để có thể tạo dựng nên được những màn tranh luận không hồi kết trên mạng xã hội như thế, ta thực sự phải dành lời khen cho đội ngũ làm phim khi đã tạo ra một lớp nền câu chuyện thực sự vững vàng cho toàn bộ dàn nhân vật để có thể khiến cho người xem chúng ta phải nghi ngờ tất cả bọn họ. Anh chàng Park Chang-ho của Lee Jong-suk đã có một sự phát triển vượt bậc và tạo ra được rất nhiều thiện cảm cho người xem trong suốt 16 tập phim. Từ một người kém cỏi, Chang-ho dần trở nên mạnh mẽ nhờ những phẩm chất sẵn có đã được gợi mở từ ban đầu. Cuối cùng, anh trở thành một Big Mouth kế nhiệm một cách đầy ngoạn mục, xứng đáng và đáng tin cậy vô cùng. Nữ thần tượng Yuna cũng có sự thăng cấp trong diễn xuất để đem tới một Go Mi-ho đầy sức sống và là một chỗ dựa vững chắc để Chang-ho có thể dễ dàng bay cao hơn. Hơi tiếc một điều là chemistry của cả hai dù rất tự nhiên nhưng biên kịch đã không coi đây là trọng tâm của phim, nên Big Mouth không hề có một cảnh tình cảm nào đáng chú ý giữa hai người. Dù rất phí phạm khi thiếu đi những cảnh tình cảm ngọt lịm của cặp đôi vi rùa đỉnh cao,
nhưng sự tương tác và kết nối của Chang Ho và Mi Ho vẫn có thể tự tạo ra những khoảnh khắc riêng và góp phần nâng tầm cho các tuyến truyện của phim. Ấn tượng nhất trong dàn nhân vật của Big Mouth phải gọi tên Kim Joo Hoon trong vai thị trưởng Choi Do-ha, cái tên ban đầu bị tình nghi nhiều nhất cho danh xưng Big Mouth. Chính từ Choi Do-ha, mọi diễn biến xoay quanh giám đốc Gong, chủ tịch Kang hay mọi con rối đằng sau cả hai mới được phát triển và có cơ hội đương đầu trực tiếp với Chang Ho. Do-ha cũng là nhân vật có những sự thay đổi và góp vào trong phim nhiều cú twist bất ngờ để tạo thêm chiều sâu cho câu chuyện của Big Mouth. Trở lại với điều cốt lõi mà phim mong muốn khai thác, mọi tiền đề trong Big Mouth đều bắt nguồn từ sự bất cập trong luật pháp đương thời của Đại Hàn Dân Quốc nói riêng và của mọi quốc gia trên thế giới nói chung. Luật pháp không vững mạnh, ý chí nhu nhược của các công tố viên, các luật sư không đủ tốt thì hoàn toàn có thể bị đồng tiền che mờ. Và những gã tài phiệt với đôi bàn tay không trong sạch sẽ dễ dàng vịn vào đó để thoát tội. Ngay từ những tập phim đầu tiên, những gã tài phiệt, con ông cháu cha trong phim nhìn chung đều là những gã bất tài. Nhưng chỉ vì có bố mẹ gây dựng sẵn cơ ngơi vững chắc nên tha hồ tận hưởng. Bọn chúng dễ dàng được dung túng cho tội ác của mình, thoải mái hưởng thụ ngay cả trong tù và chỉ chờ đến ngày thoát tội cho đúng hai chữ quy trình ẻo lả mà cấp trên đang đặt ra. Cho đến tận những tập phim cuối cùng, phần kết của Big Mouth nhìn chung là không đáp ứng được những sự kỳ vọng của mọi người. Một lần nữa, đây lại là một bộ phim đầu voi đuôi chuột và không giải quyết được thỏa đáng những vấn đề quá to lớn mà các nhà làm phim đã đặt ra. Nói đúng hơn là chúng chỉ vừa được xuất hiện trước khi mọi thứ của Big Mouth khép lại tầm 30 phút. Nhưng nếu nhìn một cách phóng khoáng hơn, ta cũng có thể hiểu đây chính là sự bất lực của Chang Ho trước hệ thống bộ máy đương thời và buộc phải sử dụng biện pháp mạnh khi không thể khống chế mọi thứ theo cách chính thống. Chỉ khi chặt được cái đầu của một con rắn đại diện cho một bộ máy thối nát thì việc cải tổ mới trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Đó có thể là thứ mà Big Mouth hướng đến. Bên cạnh luật pháp, cuộc đua quyền lực giữa tất cả những thế lực trong phim mới chính là thứ tạo ra vô vàn vấn đề của Big Mouth. Đầu tiên là đối với Big Mouth thủa đầu và Big Mouth đương nhiệm. Ban đầu, ông No Park quyết định trở thành một tay trùm lừa đảo và biến Big Mouth trở thành một thế lực ngầm có tiếng. Mục đích để trả thù cho đứa con gái đã mất mạng khi đang điều tra những điều bất chính. Với Park Chang Ho, ngay khi tình yêu của cuộc đời mình mất đi, anh mới quyết định thẳng tay để hạ gục vật cản lớn nhất của mình là Do-ha, rồi mới có thể đường đường chính chính thay đổi thế giới. Còn cho Do-ha thì khỏi phải nói, anh sống cả đời trong những ảo mộng về quyền lực để bản thân anh không bị ai coi thường và tính mạng cũng được đảm bảo. Dù tạo ra được một câu chuyện có chiều sâu và hấp dẫn là như thế, nhưng đáng tiếc là những thứ tô vẽ xoay quanh nó đã không được gây dựng đúng như kỳ vọng. Thế giới của Big Mouth hiện lên tương đối xa lạ, thiếu ấn tượng và không tạo ra được nhiều sự liên kết, giống như cách mà dàn nhân vật đồ sộ được xây dựng. Điểm trừ tiếp theo mà Big Mouth sở hữu chính là cách mà nó khép lại. Như đã nói thì rất có thể đây chính là ý đồ của các nhà làm phim. Nhưng ta cũng không thể không thừa nhận rằng hai tập cuối của Big Mouth đã diễn ra một cách khá chóng vánh, thừa thãi và thiếu thuyết phục. Sau khi theo dõi, chắc hẳn nhiều người đã tự hỏi rằng tại sao không giết Do-ha ngay từ những tập trước khi có cơ hội, tại sao cuộc đương đầu trên sóng truyền hình diễn ra. Dù có nhiều bằng chứng, nhưng sau cùng thì Do-ha tại sao vẫn đắc cử và tranh án tại các phiên tòa? Việc đi tìm đứa con trai bị ruồng bỏ của Chủ tịch Kang mang mục đích gì? Ta không thể cứ bao biện cho phim rằng đây chính là những mặt tối không thể thay đổi được ở thế giới. Vì suy cho cùng, đây là một góc nhìn tương đối phiến diện và khá tiêu cực mà một bộ phim truyền hình không nên có. Đồng thời, thứ đáng chê trách nhất là cái chết của hai nhân vật phụ là Hye-jin và tử tù Kwang-yeon đã không được làm sáng tỏ. Công lý chưa đến được với hai con người này cũng như cách mà Mi-ho mong đợi Chang-ho có thể làm. Tóm lại, dù rất nhiều sạn và tương đối đầu voi đuôi chuột, nhưng nhìn chung thì Big Mouth vẫn là một bộ phim hình sự tội phạm rất đáng xem ở thời điểm hiện tại. Phim sở hữu một cốt truyện lôi cuốn, những tình tiết hấp dẫn và sự tròn trĩnh trong cách thể hiện. Nổi bật hơn cả là diễn xuất của dàn diễn viên đã góp phần lớn trong việc tạo dựng dàn nhân vật cực kỳ đáng nhớ. Hơi tiếc là kết cục của cặp đôi chính thực sự như đấm vào mồm người xem. Có vẻ như đây là một thói quen khó bỏ của các tay viết lãng khách rồi, nên mình cũng thực sự không quá bất ngờ. Còn các bạn thì sao? Mọi người đã xem Big Mouth hay chưa? Hãy để lại một bình luận để chúng mình được biết về nhé! Đừng quên nhấn like và subscribe cho Way to Where Movie để có thể đón xem những video mới nhất của chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Way to Where out!